C. Cội gốc của thức ấm Kinh văn Nhược ư quần triệu, dĩ hoạch đồng chung, tiêu ma lục môn, hợp khai thành tựu, kiến văn thông lân, hỗ dụng thanh tịnh, thập phương thế giới, cập giữ thân tâm, như phạ lưu ly, nội ngoại minh triệt, danh thức ấm tận, thị nhân tác năng, siêu việt mệnh trọc, quán kỳ sở do võng tượng hư vô điên đảo vọng tưởng dĩ vi kỳ bản việt dịch như trong tính đồng của các loài đã chứng được tiêu dung luôn sáu căn khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu cái thấy cái nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly đây là sự chấm dứt của thức ấm người ấy có thể vượt qua mạng trượt, xét lại nguyên do của thức ấm, mới thấy cội gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hóa rỗng không. Giảng, như trong tính đồng của các loài đã chứng được, nếu hành giả trở nên đồng nhất với các loài mà không bị các loài chiêu dẫn, vì có sự tương quan mật thiết nhân quả với 12 loại chúng sanh, hành giả trở nên đồng nhất với chúng tuy nhiên hành giả không bị ảnh hưởng bởi chúng vì hành giả đã đoạn trừ tất cả mối tương quan với chúng không còn tái sinh trong đó nữa tiêu dung luôn sáu căn nên có thể tiêu dung luôn sự đồng nhất của sáu căn đến điểm này lối vào của sáu căn không còn hoạt dụng được nữa nó hoàn toàn bị tiêu mất bằng cách nào mà nó không hoạt dụng được nữa đây không có nghĩa là mắt không còn thấy tai không còn nghe mũi không còn ngửi lưỡi không nếm được mùi vị mà còn hơn thế nữa điều gì xảy ra khi sáu căn hỗ dụng nếu khi quý vị vượt qua được thức ấm thì quý vị sẽ trải qua trạng thái này nghĩa là mắt có thể nhìn thấy và nó cũng có thể ăn và nói, tai vốn xưa chỉ dùng để nghe nay có thể thấy được, quý vị có thể thấy bằng mũi và lưỡi, mỗi căn giác quan có đủ 6 chức năng, đó là ý nghĩa tiêu dung sự đồng nhất của 6 căn, những tướng trạng của tiền trần nay đều đã biến mất khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu thành tựu việc dung hợp hay tách rời sáu căn ấy khai là khi sáu căn trở thành một hợp là khi mỗi căn đảm nhiệm chức năng của cả sáu căn cái thấy cái nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly có một sự dung thông hỗ tương giữa sáu căn ấy, giống như bà con láng giềng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau vậy, chức năng của sáu căn đã liên kết với nhau, thấy có kỳ diệu không, trạng thái này thật là vi diệu, mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm hành giả trong suốt như ngọc lưu ly, giống như sắc xanh của ngọc lưu ly trong suốt, đây là sự chấm dứt của thức ấm, khi quý vị đạt đến trạng thái này, đây là sự chấm dứt của thức ấm, như như thế cả năm ấm đều được chuyển hóa, nhưng trước khi đến được mức độ này thì thức ấm vẫn chưa được tiêu vong. Người ấy có thể vượt qua mạng trược, xét lại nguyên do của thức ấm mới thấy cội gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hóa, rỗng không. Xét lại nguyên do của thức ấm mới thấy sự phủ nhận hiện hữu và cũng như phủ nhận cái không hiện hữu đều là hư vọng và vọng tưởng điên đảo là nguồn gốc của nó. Vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu đều là hư vọng và mơ hồ, vọng tưởng điên đảo ấy là cội gốc của cảnh giới mà hành giả vừa trải qua. Kinh văn: A Nan đương chi thị thiện nam tử cùng chư hành không ư thức hoàn nguyên, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt tinh diệu vị viên việt dịch a nan nên biết thiện nam từ ấy đã quán sát tường tận tính không của các hành nên trở lại bản tính của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt giảng dạ, an nan nên biết thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành hành giả người tu tập thiền định đã quan sát tường tận hành ấm là không dù hành giả có gặp những ma cảnh dù bị quấy nhiễu bởi thiên ma hoặc ma khởi từ tâm mình hoặc bất kỳ các loại ma nào khác chúng nó vẫn không tác động đến định lực của hành giả được nữa hoặc ma có thể xuất hiện khi hành giả tu thiền định nhưng hành giả không phải mắc cảnh giới của ma hoặc hành giả có thể gặp cảnh giới ma nhưng nhận ra ngay không bị chúng mê hoặc nhiễu loạn một khi hành giả phá trừ được sự mê lầm thì hành ấm lại bị trừ diệt